này rau muống hả cô? Muống đồng đúng không? Này cái này là đồng nội, này là đồng ngoại hả? Đồng luôn, đồng nội luôn hết, tất cả luôn. Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Sáng ngày hôm nay thì Bùi Hồ lại có mặt tại một cái khu chợ tại thị trấn Càng Long, huyện Càng Long của tỉnh Trà Vinh, và được sự ủng hộ bất ngờ từ chị Thì và anh Vũ thợ sắt 500.000 đồng. Và số tiền của anh Hải thợ lao phong 500.000 đồng là 1.000.000 đồng để mua thịt heo cho các bé có một bữa cơm ngon lành, cũng như là ngày hôm nay thì các anh sẽ dùng cơm ngay tại nhà của cô Út cùng với lại ba người cháu của mình luôn, một bữa cơm sum vầy và một bữa cơm có thịt cho cả ba người cháu luôn nha cô bác của anh chị. Bây giờ chắc có lẽ sáng nay thì Bùi Hồ sẽ lật đật đi chợ mua 3 ký thịt heo, rồi mua thêm rau củ để mà chấm á cô bác anh chị. Bây giờ mà cô bác anh chị cùng qua đây với Bùi Hồ ha. Mua rau củ dùm về mấy anh. Dạ. Củ bán nới kìa. Thịt ba gọi ở đâu ta? Đây cái này ngon. Ba gọi đây. Đây nhiêu ký chị? Thịt nào kho tàu ngon? Kho tàu ngon là này hả? Thiệt không? Một trăm ngàn hả? Chỉ kho này thôi hay là thím nào đúng không? À, bây giờ chị lấy em cho em 3 ký này đi, với lại 1 ký này ha, với 1 ký thịt nhiều đi. Con chờ con chút nha con. Này nhiêu ký? Đây, chị lấy con khổ cho con. Dạ, dạ. Cái này 80, cái này 100. À, 3 ký đó, 3 ký thịt đó đi. 3 ký ba gọi. Trời ơi, ở đây là cô này là bán thịt heo hai sạp luôn. Một chủ à? Một chủ hả? Ừ. Bán thiếu không cô? Dạ. Ba ký nhiều không? Cái này bộ phim làm từ thiện hả? Dạ. Này mua cho hộ, hồi đó giờ ít ăn thịt lắm. Mấy ký rồi con? 3 ký 250. Để đi. À. Tính 30 ký 2 thôi. Dạ. Cái này mấy ký? 1 ký nữa đi. Là tổng cộng là bao nhiêu? 320 rồi đó. Cái này á, mình cũng có thể mình ướp mình ăn được. Ướp mình chiên rồi á anh một đồng. À. Ừ. Mấy con 80 nữa là 400 chẳng nha cưng. Dạ. Đây là cái phần của anh Vũ thợ sắt. Hôm qua mình nhận được 100 ngàn từ hai anh nè. Hai anh nói là gặp mấy bé ăn cơm á. Là cái 1 triệu, sorry. Gặp mấy bé ăn cơm không có thật thấy thương quá, còn lại 600 ngàn. Đây. Có hai cái bọc cột lại chắc chắc cho em đi. Dạ. Còn lại 600 ngàn. Anh Hải thì anh nói là còn dư á. Thì em mua có thể mua mì gói hay là mua trứng vịt gì cũng được á. Còn phần này thì mình mua thêm hộp vịt nè, rồi kho tàu ha, thêm hộp vịt như lại rau củ chấm. Cho gửi chiếc xe đây đi chợ tham quan luôn được không? Thôi đi vòng vòng tham quan luôn. Mua thêm gì giờ anh Đồng? Trứng vịt trước đúng không? Dạ. Em thấy chấm cái rau đồng này ăn ngon lắm nè. Ở đây là cái này là cù nèo nha. Ở đây bông súng, rau nhút. Rau này rau vườn đó. Tí xíu lên quế rau mua cô. Mua rau của cô. Đi vô cái chỗ này nè. Chợ quê thành thử là cái gì nó cũng còn thôn quê đó. Anh thấy chợ này vui không? Hay không? Có chỗ nào bán hộp vịt đó cô? Này mấy chục? Này mua, này có 20 hả? Hộp vịt lạc. Nhà lẻ hả? Đem ra chợ bán. Mua này hết luôn đi cho chị ấy. Khỏi trả giá luôn.
cho em thêm cái bột nữa đi. Dạ, sợ bể lắm. Dạ. Nà, mình mua hộp dịch này mình mua thêm cũng được nữa. Mình mua hộp dịch này là đảm bảo với anh là ăn lúa mình luôn, không có thức ăn miếng nào. Dạ hả? Dạ. Hộp dịch hộp chứ con dịch ăn lúa chứ. Mua nhiêu được chưa anh Đồng? Hay mà được mua thêm nữa? Thêm nữa đi em. Trời, bông súng nhìn đẹp ghê không? Bông súng với lại điên điển. Này là điên điển. Bên đây là bông súng. Ở này rau gì ta? Này do lá khổ qua gừng. Này làm gì ăn cô? Này nó nấu canh đồ ngọt, ngọt lắm. À vậy mới biết luôn. Ở trứng vịt ở đâu bán nè? Trứng vịt. Hộp dịch này nhiêu trứng chị? Cái này 30 anh. Đây còn giá. Còn con nó còn đâu. Nhiều khi lận rồi phải không có trứng này trứng kia. Được rồi, cảm ơn cục vàng. Này 25. Dạ. Nhỏ hơn tí xíu đúng không? Hả? Này nhỏ hơn bên đây hả? Nhỏ hơn này anh. Này hộp đầu bự mà. Lấy loại nào anh Đầu? Cái đó 15 ngàn là cậu hộp giữa. Thôi lấy loại 25 đi ha. 25 đi. Lấy 20 đi. Ha. Hai ba. Trời đếm hay ghê ha. Năm sáu sáu ba 18 đã 20 đây. Rồi em cảm ơn. Thiếu 20, 30, 60 ngàn đúng không? 20 mới có 50 ngàn à, hộp đó hộp 25. À. Đây, 450. Có lộn mà không ăn gian luôn đúng không? Thật thà ghê không? Ăn gian anh ơi, bán hộp trứng xong qua mua cơm đó anh ơi. Cái này nổi xe dịch mình với con nha. Dạ, mấy anh em đi chơi. Anh Đồng. Rau gừng nè anh Đồng. Nhưng mà Bùi Hồ cũng như các anh em á thích ăn loại rau thiên nhiên lắm anh Đầu ha. Ăn loại rau thiên nhiên nó ngon lắm và nó ít phân thuốc á nên là nữ là ngon vô cùng. Mua cà không anh Đầu ơi? Dạ dạ. Này rau muống hả cô? Muống đồng đúng không? Này muống đồng nhưng mà nó đắng. Cái này là đồng nội, này là đồng ngoại hả? Đồng luôn, đồng nội luôn hết tất cả luôn. Rau muống này là rau muống đồng nhưng mà cộng này màu trắng ít chất sắc hơn. Nhưng bó vậy? 5 ngàn bó là trứng. Vậy hả? Lấy hai bó này đi ha. À. Có rau lan gì nữa thêm không cưng? Còn này là lá cách. Lá cách này ăn giải cảm tốt lắm. Này nhiêu bó? Cũng 5 ngàn luôn rồi đó. Trời. Cứ ngâm bánh của chị đi. Bánh đồng giá 5 ngàn. Dạ. Ủa, đang mua rau chị mua bánh bò luôn. Ờ. Ra mua bánh luôn đi. Đây. Bao nhiêu tiền rồi? Là 15 ngàn à. Ôi trời ơi, nguyên một gỗ rau. Còn này nhiêu? Cái đó cũng 5 ngàn luôn. Lấy này luôn ha. Rau lan. Rau lan. Đó, tốt lắm á. Lấy 2 bó luôn đi cưng. Rau lan luộc ha. Lấy 2 bó đi. Lấy 2 bó luôn. Anh Đồng ảnh. Anh Đồng ảnh thích ăn rau lan lắm. Còn này. Này đó, này vô bọc. Vô. Bọc này 5 ngàn hả? Lấy bọc này ha. Nào cũng 5 ngàn đồng giá. Đồng giá 5 ngàn. Là nhiêu rồi? 30 rồi đúng không? 30 rồi đó cưng. Lỗ gắn chịu không có ăn gian đâu nha. Này cái gì? Cải đúng không? Này nhiêu người bán nhiêu? 4 ngàn trăm á cưng. Lấy 30 10 ngàn đi. Cái này chấm nó ngon lắm. Cải nhỏ, cải mầm giống như bự bự hơn. Ta nói là đói ăn rau thì đâu uống thuốc. Bốn ngàn hả? 10 ngàn á cưng. Ủa, 10 ngàn. 100, này 250 gram là 10 ngàn.
Ai biết đâu, dốt tính mà. Bốn chục rồi đúng không? Bố này nữa đi mua cù nèo này ăn đi ha. Ha. Mấy chục? Bốn chục cơ. Trả đây để đâu thiếu. Dạ. Này này. 5.000 luôn hả? Lấy mấy bó? Mười mấy người ăn được. Đi. Đấy, hai bó được không hay là hai ba bó đây chị? Mua nào không anh trai ơi, có mua nữa hả? Đó, hai bó rồi bao nhiêu? Ba bó luôn hả anh Đồng? Dạ. Ba bó 15.000. Qua đấy này này này. Dạ. Không, khỏi đây. Này là cái gì ta? Xá xị đúng không? Xá xị bán nhiêu? 100g 3.000 à? Rau này rau thơm mùi xá xị lắm. Lấy 10.000, lấy 10.000 này đi ha. Lấy dưa leo này luôn hả? Dưa leo này trái bự quá. À. Sợ dưa nó già. Dạ, dạ thôi đi. Thôi, đây. Có 15.000 còn là 35.000 đúng không? Thôi, rồi nhét vô đây giùm em đi. Trả 10.000 nè. Này được không? Ta cho em lựa đi. Cái trái dưa mà nó to á, là nữ là ăn không ngon. Với lại mua thêm miếng cà nướng được rồi. Chị có dưa ngon chị giấu ha. Lấy chung bịch đây rồi, lấy chung. Dạ. Đúng rồi. Trái cũng qua rừng cạnh nhà. Thôi đừng lấy trái bự này em không thích lắm. Lấy 1 ký đi. Anh ăn củ qua rừng không? Củ qua này đắng lắm. Đắng mà đắng ngọt ngon lắm. Này 1 ký đủ không? Ký này nhiêu? 12.000. Sao mắc vậy? Dưa ngon á bạn. Cái này cũng bán 12 luôn đó. Nè bỏ vô giùm em đi. Ở trong này cũng bán 12 đâu, có bán hơn đâu. Em đưa 20.000 đúng không? Hồi nãy em trả rồi đúng không? Hồi nãy trả 10.000 rồi. Trả rồi. Lỗ mai kiếm. Còn lại 413.000. Thôi mua mấy trái cà luôn đi hả? Cà đó nhỏ không? Cà nướng hay sao? À đúng. Hôm nay nấu kho rượu thành nữ có than á. Thành nữ là mình mua cà nướng luôn ha. Cà này bán sao hả chị? Cô? Dạ? Sao? 20.000 gỗ hả? Mấy ký? 20.000 về. 20.000 ký luôn. Ờ hồi đó nhớ tao bán cà trái mà. Không có hồi xưa chứ giờ không có rồi. Dạ, hồi xưa bán lít đừng bán ký luôn. Dạ. Không, con lấy cái trái cà bự bự á, cái con nướng á. Cà này hết nhảy luôn, chứ hết chạy đi. Thôi, tưởng đâu gỗ thì 20.000 này con lấy hết. Trời ơi, mọi người khác nữa. Mấy cái đó nhỏ quá à. Thôi đi. Bỏ. Mua không anh này? Mua nào không? Hai chị tám nghe đi. Chờ chờ quay cái đó, chị đó bán đó nha. Nhiêu? 2 ký 8. Cái gì? Dạ con em. 2 ký 8 là nhiêu? 2 ký 2 ký 8 nhiêu? 20.000 ký là 2 ký là 40. 2 ký là 50. Đúng rồi. 56 à. À đúng rồi. Lỗ gắn chịu 56, nha. 56 lẻ không? Quay vậy có đăng lên nào? Có. Có sao? 1 đồng với lại Bùi Hồ TV. 56. Mấy anh bây giờ làm tiền. Dạ. Sớm giờ tiêu tiền luôn nè. Rồi đủ nha bà. Bây giờ cắt đó đi cho điếm lại lần nữa nè. Rồi điếm đựng đựng lại đựng. Nè, chín rưỡi nè. Đủ chưa? Đủ rồi. Mình sớm chứ tới 56.000 đâu mà. 56 nè, có 6 lẻ nè.
Bán rau củ này lợi ích lắm, nên là nữ là mình sợ lộn. Mình sợ lộn là lỗ thôi, chứ không phải mình sợ lỗ cho mình. Cô bác nhớ là những người mà có máu bầm, tức là hai bị đụng xe, té xe, cây ngã đá bể, cố gắng bị chặt chân, cố gắng hết sức đi. Dạ. Bây giờ bị bầm, bị sưng, bị không sao đâu. Bao nhiêu rau củ đây là khoảng chừng 100.000 đúng không? Cái máu bầm đó nó rất là nguy hiểm. Nó có thể có đi dài được chưa hay là mua mì gói nữa? Có một số bạn mua mấy thùng mì đó. Dạ. Có cái di chứng cao mà nó làm cho máu bầm. Ở bên đây là cái sạp thịt heo. Làm cho mình cao nhất. Rất là thích ăn cái rau gừng á, rau gừng chấm ăn ngon lắm. Đó anh động này cái gì? Dạ con không mua. Dạ. Ôi trời ơi cái gỗ nhìn dễ thương. Ở này gì vậy? À bông thiên lý ha. Còn kia là lá cách đi. Rau lan. Dạ hả? Rau lan sao hai loại vậy? Dạ cái này rau lan mình và cái này rau lan này. Tối đâu thằng ở ngoài trắng, thằng ở trong nắng chứ. Không, mã này ăn giòn lắm anh. Dạ. Ôi em hỏi, em hỏi, em cảm ơn. Đồ không hả chú? Dạ. Bây giờ cái sạp ở đằng kia chắc có thể là còn dư bao nhiêu tiền đó. Thì mình sẽ gửi cho bà cụ đi. Em tính ra ngoài kia mình mua cá mồi. Cá mồi với lại mì. Tại vì nhà cũng rất là thích ăn cá mồi. Nhưng mà cái sạp tỏi hả? À, để em máng này lên đây. Qua đây, qua đây, quay lên đây. Chị ra đây có cà không mua, không mua hết trời. Đâu? Chết ăn nỉ luôn á. Mua ủng hộ 1 ký đi. Mà sớm giờ lấy gặp mua luôn. Không. Có ăn đi em. Ơi. Đây là... cái đó phải cầm, cái đó phải cầm. Nhờ, để mang không mang về. Mua cho mình nên mang ơn không chịu. Không, tại vì hồi sớm em thấy không có cà, em sợ không có cà. Mua 1 ký ủng hộ để không bị chửi. Sớm giờ đã xe. Giận không? Cơm ăn đi em. Cầm này luôn đi. Thôi em cầm đi. Nhiêu? Ta bán 10.000. Cho ông còn được nữa. Nhiêu? 15.000 ký gửi. Trời. Ghé cho ông luôn á. Vốn tôi 12.000 cho ông luôn sao. Để chơi á, người ta bán như ta 20 hả? Trả cái này cứ rửa rồi trả 20 luôn. Trả nhiều. Trả nhiều bây giờ trả 20 đi. Thiệt anh em mình á, tôi cũng làm phước không. Chị em. Rồi. Không giận nha. Bán có 15.000. Mua thêm ký cà mai mốt mà mấy anh đừng chửi Bùi Hồ nha. Chị ơi, ớt này sao nó xanh xanh, không có ớt đỏ hơn tí. Có ớt đỏ hơn tí không? Mua ớt này không? Chị, bộ lột. Chị ơi, lấy cho em mấy ngàn lẻ có bán không? Mua cho em cái bọc đi. Dạ không. Mua ít chị có chửi em không? Thằng nghĩ về mình nghèo, mình nghe đi, nó dùng cái cảm ơn. Nhiêu được rồi, nhiêu? 5.000. Dạ. Chị chửi em là em giận chị luôn. Qua đây mua tỏi hả? Mua tỏi với lại mua mì với lại cá mồi nữa là xong. Tỏi này là tỏi cô đơn hay là tỏi có đôi? Của mình này, cô đơn. Dạ. Tỏi có nhiều loại tỏi lắm, mà tỏi cô đơn cũng ngon và tỏi Lý Sơn Quảng Ngãi là số 1 luôn. Tỏi này bán sao chị? Tỏi 4.000 ký. Mua 1 ký đi ha. Nhưng bà cụ có để nhà làm gì làm. Để em ký đổi đi. Thôi lấy 30.000 đi được không? Khỏi xé này ra nữa, này còn 300.000 à.
trắng trắng 30.000 là nhiêu? 448 432 800 gram đúng không? Yếu. Chị này là chuyên bán tỏi với bán hành thôi, như bán tiêu bán gì mà cay cay mà khó ăn á. À chưa? Dạ không chị. Không, em sợ trúng số lắm. 800 gram hơi yếu. Rồi là đủ đó hả chị? Đủ. Quay ra coi chị bán đủ không? Bỏ vô thôi. Bán dư luôn thấy không? Người miền Tây dễ thương vô cùng. Em chọc chơi thôi nha chị. Đâu có gì đâu. Con không thấy đâu có gì đâu. Dễ chợ nè. 1 triệu mà đi hồi sớm giờ hết 700.000 rồi. Còn lại 302. Ở đâu bán mì ta? Mì. Dạ. Em mua rồi. Dạ. Dạ. Ai cũng của nhà bán ngồi mua ghi hết tiền luôn. Ở đây có tỏi không chị mua giùm nữa. Đâu? Em có thấy không? Đâu? Ai biết chị giấu? Này là chị giấu mỗi tại em nha. Bây giờ mình đi ra tập quán mua mì. Thôi cảm ơn chị nhiều ha. Buồn em không? Buồn em rồi chị chơi với ai? Thôi. Nhà bi đao bi gợn là có 10.000 thôi. Vậy hả? Không, em hồi sớm thì không có mua bi đao bi gợn vậy. Em chỉ mua rau gừng thôi, rau trong đồng thôi. Thôi bây giờ chắc có lẽ là mình ốp máy cái mình chạy ra ngoài kia cái mình mua cá mồi với lại mì gói. Rồi sau đó là về nhà trưa nay á là sẽ có chị một người chị giới thiệu về hoàn cảnh của bà cụ á, thì chị sẽ kho tàu và mấy anh em sẽ ăn ở trên đó luôn, coi như là một bữa sum vầy ha. Đây các dạ mà mua mì gói với lại cá mồi như hổ ta 13.000 hộp hả? Lấy một chục hộp cá mồi ha, 10 hộp ha. Có chỗ thì người ta mua mấy cái tiệm tạp hóa nhỏ nhỏ, hôm như hôm trước mà bé Tuyết nói á là bán tới 14.000, nay 13.000. 10 hộp có bớt không chị? Dạ là 130 đúng không? Con mì này như thùng 75.000 tặng được gói. Tặng đựng gói hả? Mua hết luôn đi hả? Mua hết luôn hả? 75.000 hay à? Ăn là 140 đúng không? Ủa? 150. Mày dư nè. Đúng không? Dư 130, 208. Dư 20.000. Đó không? 150, 130 đúng rồi. 208. Mua hết luôn. Này em lấy này được không? Được. Còn nhiêu cái mình mua đường bột ngọt đúng không đi ha? Còn mua đường bịch bột ngọt không vậy? Nhiêu tiền? 22.000. Không được, 12.000 bịch nhỏ xíu. Nhiêu ký đường? Ký đường có 25.000. Không đủ mua 1 ký đường luôn. Mua chai nước tương, nước mắm. À chai nước tương đi, nói vậy chứ. Nước tương đâu rồi? Nước tương đâu? Nhiêu chai? Nước tương 20.000. À đủ rồi, dư được 2.000. Nè. Cho em cái bọc quá. Đây, còn 2.000 mua được cái gì á? Củ tỏi. Cho một củ tỏi luôn rồi. Mua cho hết tiền luôn. Đúng rồi. Ai biểu mấy đây là phần ủng hộ của anh Hộp. Ủa, sorry, đây là phần ủng hộ của anh Vũ Thợ Sắt với lại chị Thi, là hai vợ chồng có tâm để mà mua thịt. Đúng rồi. Dạ. Thứ hai là phần của anh Hải, mỗi anh là 500.000 đồng. Đó. Nghiệt ngã không? Cao cao
thông tin với lại cô bác quý anh chị á là hết tiền luôn rồi. Tại vì mình còn mấy cái tiền lẻ mình sẵn sàng cho cụ này đi. Không. Dạ. Cho nó hết luôn. Dạ. À, như vậy là sáng ngày hôm nay hai anh em đại náo chợ Càng Long, mà coi như là đi chợ để cho cô bác anh chị biết cái khung cảnh của chợ quê. Ở đây họ vẫn còn giữ được cái, những cái nét chợ miền Tây rất là đặc sắc. Từ cái việc mà trứng vịt ở nhà tự đẻ đem ra chợ bán nè, đến cái việc mà hái được cái đột lan hoặc là hái được một mớ rau muống đồng cũng đem ra chợ bán. Và chắc có lẽ là anh một đồng anh đang cầm anh đang vung quá. Cầm hai bọc hộp dịch đấy. Dạ. 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 Dạ không, con không chơi. Mà con không chơi. Rồi là nữ là trái cà. Rồi mớ rau lá cách hay là cù nèo hái ra đem chợ bán. Mỗi một thứ như thế nó góp phần cho cái chợ nó thêm phong phú. Bởi vì các anh em về sáng nay mặc dù là chưa ăn sáng nhưng mà đi đến chợ này cảm thấy rất là vui, đúng không? Và một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn tất cả các cô chú quý anh chị mạnh thường quân nhà hảo tâm đã xem video clip đến thời điểm này. Ngày hôm nay thì cũng xin chân thành cảm ơn anh Vũ thợ sắt, chị Thùy, vợ chồng anh Vũ, và cảm ơn anh Hải bên La Phong đã không ngại đường xá xa xôi để đứng đến đây để mà cùng Bùi Hồ cũng như là quý mạnh thường quân để là cắt cho nhà cụ bà cụ có một cái nhà tránh mưa tránh nắng đúng nghĩa mà nó lại đẹp nữa. Thứ hai nữa là các anh phát tâm để làm cho bữa nhà thêm vui với một bữa cơm có thịt như thế này. Và các anh em sẽ còn chia sẻ những cái đoạn clip này cho cô bác quý anh chị biết được về một bữa cơm có thịt của các bé ngay tại nhà mới, mặc dù là chưa bàn giao thì như thế nào. Còn bây giờ thì đoạn clip cũng khá là dài rồi. Náo loạn chợ Càng Long xong rồi, cũng may là chưa bị trứng hợp dịch nào ha. Rồi bây giờ các anh em sẽ đi về để chia sẻ hình ảnh tiếp theo cho cô bác quý anh chị biết. Nhớ đừng quên đăng ký like kênh, share, chia sẻ của kênh YouTube Đồng Hồ. Ủa? Đồng Hồ. Ủa, một đồng với lại Bùi Hồ. Bye bye.